Ban Quản lý Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia vừa tổ chức họp tổng kết Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2015. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Theo ông Tạ Hoàng Linh, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, năm 2015, Bộ Công Thương đã phê duyệt và thực hiện 228 đề án xúc tiến thương mại quốc gia với tổng kinh phí 111,99 tỷ đồng, sử dụng hết 100% kinh phí được bố trí. Chương trình đã hỗ trợ 8.850 lượt doanh nghiệp, tiến hành 213.300 giao dịch và ký kết được nhiều hợp đồng kinh tế có tổng giá trị trên 858 triệu đô la Mỹ và khoảng 637,8 tỷ đồng. Thông qua chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2015, các hiệp hội ngành hàng, tổ chức xúc tiến thương mại đã hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận mở rộng thị trường tại các thị trường trọng điểm, thị trường mới nhiều tiềm năng. Năm 2016, Bộ Công Thương đã quyết định phê duyệt 177 đề án của 67 đơn vị chủ trì thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia với tổng kinh phí là 90 tỷ đồng. Chương trình bao gồm các hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, khả thi, có kế hoạch triển khai ngay từ đầu năm nhằm mở rộng thị trường mặt hàng xuất khẩu. Trong đó, chú trọng đến các thị trường mà Việt Nam đã ký hiệp định thương mại tự do FTA như các nước thuộc TPP, EVFTA, VKFTA, AEC, Liên minh Kinh tế Á-Âu, v.v. Đồng thời, phát triển thị trường nội địa, nông thôn, vùng núi, biên giới, các địa phương còn khó khăn, v.v. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá cao công tác xúc tiến thương mại nói chung và chương trình xúc tiến thương mại quốc gia nói riêng trong năm 2015. Chương trình xúc tiến thương mại đã đi vào quỹ đạo và ngày một chuyên nghiệp. Bước sang năm 2016, mặc dù kinh phí cho chương trình thấp hơn so với năm 2015, nhưng đây chỉ là vốn hỗ trợ của nhà nước. Nếu làm tốt, chương trình sẽ thu hút hơn nữa nguồn lực của doanh nghiệp xã hội vào phát triển kinh tế đất nước. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng đề nghị trong năm 2016 và những năm tiếp theo, công tác phối hợp giữa các đơn vị trong việc triển khai chương trình xúc tiến thương mại quốc gia cần được tăng cường hơn nữa, có kế hoạch rõ ràng và có sự thay đổi để phù hợp với tình hình.